Tiếp tục bên cửa hàng nhé, lại lên đường giao khách các bác nhá. Đây để xem khách ở đâu nha các bác nhá. Một bác khách ở Tiền Giang đặt bên cửa hàng nhé, một đôi bát 40 các bác nhá, bát 40 giờ CF. Con này hàng đít lồi viền xanh các bác nhá. Đấy. Dòng này thì cho các bác chuyên súp tại vì từ của nó từ 220 côn 100 các bác. Đấy, nhện vàng các nhá. Dòng này cho các bác súp đánh súp rất uy lực luôn nhá. Bao cho các bác bền và chất lượng luôn, xương nhôm. Đấy, dòng này em giới thiệu nhiều thì em không phải giới thiệu nữa. Thiệu lại các bác nhá, gân vải 3 gân này, màng chống nước xếp đi lượng sóng này. 2 triệu rưỡi một đôi các bác nhá. Em có bán lẻ một cái cho các bác làm súp này. Đấy, đi cho một bác khách ở Nghệ An. Một combo 30 để cho bác về bác lên thùng. Đấy, combo đem sử dụng là ghép bát 30 nhá, combo là cho bác lên full đơn 30 chơi âm ly cục đẩy được hết nhá. Đấy, bát 30 BM 12 BM 300H. 400W trở kháng 8 ohm, con này xương nhôm các bác nhá. Dòng này của nó là từ 170 côn 76 nhện vàng. Hàng chính hãng của BM nhá, tiếng con này rất sáng. Gân vải 2 gân, màng xếp đi lượn sóng các bác nhé. Đấy. Tiếng con này bao sáng các bác luôn. Em ghép luôn với chép 450GBL, lắp nhôm, lắp hoa khế này, ren mắt ốc này. Đấy. 450 một đôi chép này. Con bát này là 1.350.000 một đôi này. Đấy, báo giá luôn nhá, ghép luôn. Bác này bác đặt combo là ghép với cả phân trần F2A, một phân trần một bóng đèn chống cháy tép và hai cuộn đồng. Phân trần F2A này em đang 450 một đôi nhá. 450 một đôi các bác nhé, một bát một chép. Đấy. Bác này bác ấy mua luôn họng phễu này, em bán tất cả các kích thước họng phễu nhá. Riêng họng phễu thì em bán tất cả các kích thước bác các bác cần gì liên hệ em. Họng này là họng vuông 18x18. Hoặc hay nhiều bác gọi thì 19x19 đấy. 150 một đôi họng này nhá. Họng này họng bắt ốc nhá. Đấy, ok chưa bác? Đấy. Đi lẻ cho một bác khách một đôi chép 450 neo bi. Giờ CF con này côn 44 dây dẹt, con này tiếng rất hay nhá. 950 một đôi chép này. Đấy, bán lẻ một đôi phân tần cho một bác khách này. Phân trần JBL 6012 bán rất nhiều. Hai bóng đèn chống cháy tép. Một bát một chép, nhưng phân trần 6012 này không phải giới thiệu nhiều nữa. 680 một đôi được các bác, quá rẻ rồi. Đấy, các bác có nhu cầu về linh kiện loa rời nhá, thay thế và sửa chữa, lắp mới, dựng mới thì liên hệ em nhá. Bên em đang xỉ lẻ với anh em thợ rất nhiều. Cứ liên hệ em bao rẻ các bác nhá.